Đây, mẫu này cũng available luôn. Rồi căn bên này cũng available luôn. Đó. Thì như Vi có chia sẻ đó, cái khu này là mới nên chưa có ai dọn vào, nhưng mà nhà này là bán rồi nè. Nhà này vẫn còn, nhà này vẫn còn. Đó, hiện tại mấy căn này là move in ready nên anh chị em nào mà muốn mua thì giá cả rất là ok. Căn này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và cái giá là 395.000. Đây, thì mình vào. Mình xem nha. Đó, rồi đây bên này vẫn còn đất nè. Rồi bên kia thì họ xây nhà bự hơn. Nhà cỡ 2400 square feet trở lên á là hướng bên đó. Ok, bây giờ mình đi vào mình xem. Đây là mặt trước đây. $395.000. Cửa trước thì cũng cao ráo nha. Đó, rất là cao. Ở đây có người đi nè. Để coi thử. À, mấy người xây dựng. Bây giờ mình vào mình xem. Đó, mở cửa vào là nhìn như vậy. Đó, đây là cái màu gạch nè. Đóng cửa lại nha. Lần này là phải khóa cửa luôn. Rồi, đây. Đó, bước vào. Thì ở trên họ có cái tray ceiling đây. Rồi phía bên phải á, để xem là cái gì. Phía bên phải là, cái này là cái phòng ngủ. Đó, phòng ngủ này á, là nhìn ra ở trước. Và có luôn cái phòng tắm ở đây. Cho khách nè, hay là ba mẹ lớn tuổi nè, có thể ở được. Đó, mỗi nhà mỗi kiểu ha. Cái mẫu này là không có office, nhưng mà được cái phòng ngủ với cái phòng tắm ở chung luôn. Đó, là cái phòng ngủ đầu tiên. Xong rồi đi xuống đây. Phía bên trái á là cái mớt room nè. Mình bỏ giày dép quần áo. Rồi vào chỗ đây á, là cái gara. Gara thì cũng gara open với lại hệ thống tưới cỏ luôn. Đó. Rồi bên đây là cái giặt sấy. Cái phòng giặt sấy này thì rộng hơn so với căn nhà đầu tiên mình giới thiệu. Tại vì nó được một khúc chỗ này nữa nè. Mình có thể bỏ tủ đá đó. Đó. Rồi kế tiếp xuống dưới đây á, là cái nhà bếp. Nhà bếp này hình như cũng rộng hơn cái hồi nãy nữa. Đó, tủ lạnh để ngay đây. Rồi cái oven, microwave, cái là nấu, cái chậu rửa chén. Căn này là gần 2200 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Đây là cái mặt bếp nè. Rồi cái backsplash nè. Rồi ở đây mình rửa chén á. Mình nhìn qua bên đây là cái chỗ bàn ăn. Rồi phòng khách chỗ kia. Rồi kế bên cái nhà bếp á, bên đây sẽ là hình như có hai phòng ngủ nè. Chỗ này là tắm, chỗ tắm chung đây. Đó. Rồi bên đây một phòng ngủ. Nói chung phòng ngủ nào thì nó cũng tương đương thôi. Còn mình muốn phòng ngủ rộng á, thì mình phải mua nhà bự hơn. Hay là nhà bự mà ít phòng. Đó. Họ xây phòng thì cỡ 10, 11, 10, 12 gì đó. Nói chung là vì thấy cũng thoải mái. Đó, đây là cái nhà bếp nè. Cái nhà bếp rất là dễ thương ha. Sàn nhà là bằng gạch da gỗ. Đó. Rồi.
Và đặc điểm nữa của cái căn nhà này á, là Vi thấy ở phía sau không có hàng xóm nè, cái vách tường này là bằng gạch, thì là ở phía sau mình sẽ không có hàng xóm trực tiếp luôn. Đó, đây, đây là ở phía sau. Và cái miếng đất của cái căn nhà này á, tới 6.000 mốt mấy lần, cũng rộng rãi lắm. Đó, ở phía sau vách tường bằng gạch. Rồi nhà thì bốn mặt gạch luôn. Bây giờ mình đi xem cái phòng master nha. Đó, đây là cái phòng khách nè, cái bàn ăn, rồi cái nhà bếp chỗ kia. Dễ thương ha. 395.000. Rồi, bây giờ đi xem cái phòng master. Chỗ này họ làm có cái tray này để cho mình bỏ đồ. Đây là cái phòng master. Rồi đây là cái tấm master bed, cũng được 2 sink. Đó. Rồi cái tấm nằm ở đây, tấm đứng. Rồi bên đây là cái toilet này. Xong kế tiếp là cái closet ở đây. Đó. Đây cái shower. Cái tấm đứng đây rất là rộng luôn. Có cái chỗ ngồi nữa. Xin chào tất cả các anh chị. Thì sau khi xem xong hai căn nhà, anh chị thấy thích căn nhà nào nhất? Một căn là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm với một cái office, và một căn là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Hai căn cái giá là tương đương, cũng gần gần với nhau, và cái giá là dưới 400.000. Thì anh chị thích căn nào thì hãy gọi vào cho em. Và em luôn luôn kiếm tìm những căn nhà mà giảm giá, good deal, thì em sẽ chia sẻ ngay trên cái YouTube channel của em. Thì anh chị hãy like và chia sẻ cái video, và hãy bấm subscribe để mỗi lần mà có những cái video mới anh chị có thể xem được ngay. Và cái khu này là thuế 3.5 chưa xin giảm, và tiền HOA là cỡ 1.200 một năm. Vì cái những căn nhà ở của Perry Home á, là đều nằm ở trong cổng, thì tiền HOA nó sẽ cao hơn một xíu, 200 đồng so với những mẫu nhà khác. Và ở đây đi ra chợ búa cũng rất là gần khu Cypress á, tại vì nhiều anh chị không có biết nhiều về khu Cypress thì nghĩ là nó xa, nhưng mà Cypress đi tới khu Việt Nam của mình cỡ tầm 30-35 phút. Ở đây gần chợ Cà Mau nè, đi ra cỡ tầm có 7 phút thôi. Và chợ Mỹ thì cũng 5-10 phút xung quanh gần đây. Thì cái khu này là rất là gần với trung tâm, không có xa, nhưng mà rất là tốt luôn. Anh chị muốn biết thêm thông tin về cái khu Cypress hay là khu Mavida thì hãy liên lạc cho em. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.